Máu cá. Chào anh em, nay mình đi đánh chấm đen buổi đầu tiên của năm. Mình đang có mặt tại hồ câu Đầm Sòi, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Nay mình sẽ đánh cá mới, chấm đen mới vừa thả hôm qua. Thì mình sẽ đánh lừng, đánh hai hạt đan. Mình sẽ đánh cần 81 trước, trục 8 thẻo 8. Mình sẽ chưa sầu luôn mà sẽ dò tầng cá ăn trước. Đầu tiên mình dò ở tầm 1,5 m xem có tín hiệu gì không. Rồi mình sẽ đánh sâu dần, sau đó xem tín hiệu của con cá thì mình tùy cơ ứng biến sau. Máu cá. Chưa cả xà ồ nó đã ăn luôn rồi. Anh Hưng ơi, đây có vật rồi, ra cầm. Rồi, đảo vật. Cá nó ăn lưỡi trên đan màu xanh anh em ạ. Có khi cá hồ này nó thích màu xanh. Thôi mình móc thêm một viên ở dưới màu xanh luôn. Cá khả năng ăn cách mặt khoảng 1 m. Cái đan màu xanh này là đan vị táo nha anh em. Mình đánh cái đan này là size 18. Đánh lưỡi số 13. Ồ, có cá rồi, mình bắt đầu xả ốc dần dần nhé. Đánh rơi lừng kiểu này thì mình cứ xả tí tách 5-7 con ốc một thôi. Không cần phải xả nhiều một lúc đâu. Để mình tạo cái hiệu ứng để cho con cá mới nó vào. Mình thấy có tâm lừng ở ngoài phao, khả năng con cá nó ăn xa hơn rồi. Mình sẽ thay sang cần 9 m để đánh. Mình mới thay cần 9 m đánh ra ngoài cái nó ăn luôn. Chưa cả kịp bật máy quay. Con này nhỏ hơn con vừa rồi. Con này chắc cũng được khoảng độ 7 cân. Cá đậy thích xanh lá. Con này to. Thank you em. Bên Lâm. Cá ăn tuột cả đan lên trên man ý, may không mất viên đan. Cá đây có vẻ thích ăn màu xanh hơn đấy. Ổ của mình vẫn còn rất nhiều tăm. Bắt đầu anh em đến câu đông hơn rồi. Ông anh bên cạnh đánh hẳn 10 m luôn. Mình vẫn đánh 9 m nha. Cái gì đấy? Cái gì? Cá. Cá gì? Thật đó. Ui dồi. Mày cầm cờ cho anh đi để anh vật cho. Lửa. Mình xả bù luôn nha, để giữ ổ. Ổ đang cuốn rồi. Nay mình đi một mình nên là cũng hơi vất tí. Đánh khi kiểu rơi lừng này mà có thêm một người đi cùng thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
bão. Đánh lừng lên mặt luôn. Đây. Sang bên này này, sang bên này đi. Chân bụi ra em. Bây giờ như nào rồi mà để cho hai ông Bắc Lung kiểm đồ hóa này. Kiểm trả hả Vĩnh Linh? Ồ, con này to phết đấy. Vào vọt. Ui to ghê. Trời bắt đầu lắng gắt, mình ủ đậm hương liệu hơn, đổi sang cần 10 mét đánh. Mình đổi sang cần 10 chục 10 nhá. Cá ra xa rồi. Anh thấy thụt không? Khả năng đè rồi, mình đổi phao lửng thôi. Cá lên ăn mặt nha, mình sẽ thả liên tục để cho cá nó vào mạnh hơn. Đây rồi. Đang xả nó ăn. Anh cầm cần của em phát được không? Ây da. Mồm luôn. Tiếp tục mình duy trì phương pháp là cứ xả tí tách nha. Cá đang ăn mặt rất mạnh. Phát này mình kích nhẹ cái là nó ăn luôn này. Báo cá. Em nhờ tí nhá. Ôi. Xin lỗi anh. Anh đã món thì chớ mà dòng kiểu này. Thế em chẩu. Con thứ bảy nhá. Con thứ bảy cho Huy bác Hà nhá. Tổng kết hơn 1 ca mình cũng để em nhé. Xoay cá trung bình khoảng 8 cân. Có 1-2 con ở được khoảng 9 cân. Thôi mình thu đồ về thôi. Mình còn khoảng 3 tiếng nữa mới hết ca. Nhưng mà ngồi từ sáng giờ nắng quá mình cũng hơi mệt. Khai xuân như thế là quá rực rỡ rồi anh em ạ. Chúc anh em khai xuân còn rực rỡ hơn mình nhé. Hẹn gặp lại anh em một clip sau.